Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Khám phá bí ẩn. Rất vui được gặp lại các bạn. Động vật hoang dã là các loài sinh vật sống tự nhiên trong môi trường tự nhiên. Điều này có thể bao gồm các loài động vật như hổ, sư tử, hươu cao cổ, gấu, voi, vân vân. Động vật hoang dã có một vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái của hệ động vật và đóng góp vào việc duy trì tính đa dạng sinh học trong tự nhiên. Có loài hiền lành, có loài hung dữ, có loài chúng ta có thể làm bạn, có loài nhìn rất xấu xí. Có loài nhìn rất đẹp nhưng không thể đụng vào nó nếu bạn không muốn mất mạng vì nó rất độc bạn ngạc nhiên trước một số loài động vật và sinh vật đáng sợ trên hành tinh này. Bạn đang ở đúng nơi. Video này khám phá bí ẩn sẽ đề cập đến những loài cá đáng sợ, động vật có vú, loài bò sát đáng sợ và hơn thế nữa. Hầu hết các loài động vật trông có vẻ đáng sợ thực ra không phải vậy. Danh sách này bao gồm một số loài động vật có danh tiếng đáng sợ, một số xứng đáng và một số thì không. Hãy cùng khám phá bí ẩn điểm danh và sau đó cho mình biết trong phần bình luận con vật nào xứng đáng với danh hiệu con vật đáng sợ nhất. Quái vật dưới nước đáng sợ trước khi đi điểm danh 73 con vật này. Các bạn vui lòng đăng ký kênh và đừng quên bật chuông đón xem video mới. Like, chia sẻ cho nhiều người biết. Hãy để lại bình luận của các bạn cho kênh mình phát triển để thêm động lực ra video hay chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 73. Mỏ dày tên Latin Balaenis rex đặc điểm đáng sợ, tờ tiền khổng lồ giống chiếc giày phạm vi Trung Đông Phi, kích thước 43 đến 55 inch (110 đến 140 cm), trọng lượng 4,9 đến 5,4 kg, Sải cánh 7,7 đến 8,6 feet (230 đến 260 cm), thức ăn cá phổi, rắn nước, cá sấu con, thằn lằn, động vật gặm nhấm và chim nước, cao hơn 4 feet với bàn chân to. Sải cánh rộng và cái mỏ to trông giống một con chim gõ kiến bằng gỗ với một cái móc sắc như dao cạo được gắn ở đầu, mỏ dày trông giống như một kẻ bắt nạt đầm lầy địa phương. Thay vào đó, nó là kẻ cô độc lặng lẽ, bất động trong vùng đất ngập nước và kiên nhẫn chờ đợi con mồi bơi đến. 72. Chim sẻ macarồng tên Latin: difficile difficilis septentrionalis tính năng đáng sợ, uống máu các loài chim khác phạm vi quần đảo Galapagos. Kích thước: chiều dài 1 inch dưới 3 cm, trọng lượng 71 ounce 20 g. Thức ăn, hạt, mật hoa, động vật không xương sống và máu của các loài chim khác. Chim sẻ thường được biết đến là loài chim đầy màu sắc ăn hạt. Nhưng trên quần đảo Galapagos lại có loài chim sẻ ma cà rồng lông đen sống bằng máu của các loài chim khác. Chim sẻ ma cà rồng được biết là mổ vào cánh và đuôi của những con chim điên cho đến khi nó hút máu để uống. Thật kỳ lạ, những kẻ ngốc nghếch dường như không bận tâm chút nào. Phương Nam, và đó không phải chỉ vì nó là một loài chim cao lớn với chiếc cổ màu xanh hoàng gia, những chiếc lông đen đầy lông và chiếc mũ trùm đầu trông kỳ lạ trên mắt. Hóa ra loài chim khủng long nguy hiểm cũng rất thích hợp cho cuộc thi ăn táo đó là bởi vì nó có những móng vuốt sắc như dao cạo ở bàn chân có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng, khiến nó trở thành loài chim nguy hiểm nhất thế giới. 70. Chim mỏ sừng đội mũ bảo hiểm tên Latin Rhinoplast Vigin đặc điểm đáng sợ, mũ da đáng sợ, mảng họng đỏ và tiếng cười đáng sợ phạm vi, bán đảo Mã Lai, Sumatra và Borneo kích thước, chiều dài 43 đến 47 cm 110 đến 120 cm, trọng lượng 6 đến 6,8 pound, 2,6 đến 3,1 kg. Chế độ ăn uống, trái cây, đặc biệt là quả sung, và côn trùng có một huyền thoại Pun An kể rằng loài chim hồng hoàng này bảo vệ dòng sông giữa sự sống và cây chết. Nó chắc chắn trông được trang bị cho công việc với đội mũ tự nhiên. Chiếc mũ bảo hiểm áo choàng nặng nề, trông kỳ lạ trên đầu mà nó sử dụng khi chiến đấu với các loài chim khác. Đáng sợ hơn nữa là mảng cổ họng chân màu đỏ của nó. Nếu vẻ ngoài của nó không giữ được bạn ở bên bờ sông, tiếng cười điên cuồng của nó có thể khiến bạn bỏ chạy. Đây là một số loài chim kỳ lạ nhất thế giới. 69. Potu tên là Nectibius đặc điểm đáng sợ, đôi mắt lồi màu vàng và tiếng gầm gừ ám ảnh phạm vi, Trung và Nam Mỹ. Kích thước, chiều dài, 19 đến 24 inch, 48 đến 61 cm. Trọng lượng, 13 đến 23 ounce, 360 đến 650 g), Trung bình sải cánh, 29 inch, 74 cm. Thức ăn, côn trùng bay lớn, bọ cánh cứng, bướm đêm, châu chấu. Một loài động vật đáng sợ khác có vẻ ngoài dễ thương một cách kỳ lạ là potu. Bạn sẽ không nhìn thấy nó vào ban ngày vì bộ lông lốm đống màu xám xanh lục của nó giúp ngụy trang khi nó ngủ trên cây. Tuy nhiên, vào ban đêm, khi potu ra ngoài săn côn trùng và rơi, đôi mắt lồi màu vàng và tiếng gầm gừ to đầy ám ảnh của nó sẽ khiến lũ ong sợ hãi. 68. Thần điêu đại hiệp California, tên Latin Gymnogis californianus đặc điểm đáng sợ sải cánh khổng lồ, đầu trần và mắt đỏ phạm vi California, Arizona, Utah của Hoa Kỳ kích thước chiều dài 43 đến 55 inch, 109 đến 140 cm, trọng lượng 18 đến 20 pound, 8 đến 9 kg, sải cánh 10 feet, 3,05 m, chế độ ăn uống cả rốt mặc dù thần ưng California tránh xa con người trừ khi bạn đã chết loài ăn xác chết này vẫn có vẻ ngoài thống trị với cái đầu trần màu hồng, đôi mắt đỏ và một chiếc lông xù màu đen quanh cổ. Ngoài ra, đôi khi nó bị nhầm lẫn với một chiếc máy bay nhỏ vì nó có sải cánh lớn nhất so với bất kỳ loài chim Bắc Mỹ nào, 10 feet. 67. Kền kền có dâu tê Latin, Gip etus bambatus, đặc điểm đáng sợ. Nó ăn xương của người chết. Phạm vi, châu Âu, châu Á và châu Phi. Kích thước, chiều dài, 37 đến 49 inch, 94 đến 125 cm, cân nặng 9,9 đến 17,2 pound, 4,5 đến 7,8 kg, sải cánh 7,6 đến 9,3 feet, 2,31 đến 2,83 m. Thức ăn, xương của động vật khác với thân hình to lớn, bộ lông màu dì sét, bộ râu đen xù xì, giải mắt đen và đôi mắt màu vàng đỏ, kền kền râu là một cảnh tượng đáng sợ chế độ ăn của nó thậm chí còn đáng sợ hơn vì nó chủ yếu ăn xương của động vật đã chết. Kền kền này có một trong những axit giả dày mạnh nhất trên thế giới. Vì vậy, miễn là bạn còn sống, bạn không cần phải sợ kền kền dâu. 66. Cò Marabu tên Latin: Leptotilos cumenifer đặc điểm đáng sợ, ngoại hình xác thịt đang phân hủy phạm vi Châu Phi cận Sahara kích thước chiều cao 5 feet 1,52 mét, trọng lượng 20 pound. 9 kg, sải cánh 11 feet, 3,35 m, chế độ ăn uống, cà rốt. Có biệt danh là người đảm nhận, loài cò marabu gắn liền với cái chết. Ngoài sở thích ăn thịt động vật chết, loài cò marabu thậm chí còn có vẻ ngoài giống như cái chết, với cái đầu giống như mục nát, lớp mỡ nhão, đôi chân gầy guộc, đầy phân, đôi cánh giống như áo choàng và tư thế khom lưng. Không có gì lạ khi loài chim này đôi khi được gọi là tử thần. 65 rơi ma cà rồng tên Latin, Desmodontinae tính năng đáng sợ, hút máu chim và gia súc, hiếm khi là con người, phạm vi, Mexico, Trung và Nam Mỹ. Kích thước, chiều cao, 2,75 đến 3,75 inch, 7 đến 9,5 cm, trọng lượng, 0,7 đến 2 ounce, 19 đến 57 g, sải cánh, 5,9 đến 7 inch, 15 đến 18 cm. Chế độ ăn uống, máu đúng, những con dây này uống máu từ chim và gia súc, nhưng số lượng rất ít vì chúng chỉ có kích thước bằng ngón tay cái của con người. Rơi ma cà rồng thực sự không xứng đáng với danh tiếng đáng sợ của chúng. Chúng tìm thấy thức ăn bằng cảm biến nhiệt trên mũi và sẽ nôn ra lượng máu tiêu thụ để chia sẻ với các thành viên đang đói trong đàn. 64. Cáo bay đen tên là tình, Pteropus alecto tính năng đáng sợ. Không có gì đáng sợ ở đây ngoại trừ những huyền thoại đáng sợ phạm vi. Papua New Guinea và Indonesia kích thước, chiều dài 6,46 inch, 16 cm, trọng lượng 1,57 pound, 0,71 kg, sải cánh 3 feet 1 m Chế độ ăn uống, trái cây, mật hoa và phấn hoa cáo bay đen thực chất là một con rơi đen có bộ lông màu nâu đỏ giống như một con cáo. Rơi có tiếng là đáng sợ, nhưng loài này khá đáng yêu. Nó có chiếc lưỡi rất dài dùng để ăn trái cây và là một trong những loài rơi lớn nhất thế giới. 63. Lửng mật ong tên Latin, Melivora capensis đặc điểm đáng sợ. Hành vi không sợ hãi, móng vuốt và hàm răng sắc nhọn phạm vi, châu Phi cận Sahara, Ấn Độ, Tây Á và bán đảo Ả Rập kích thước. Chiều dài cơ thể, 2,4 feet, 73cm. Chiều dài đuôi, 12 inch, 30cm. Trọng lượng, 19-26 đến 26 pound 9 đến 12 kg, thức ăn, mật ong, ấu trùng ong mật, rắn, bọ cạp, rùa cạn, động vật có vú, chim, trứng, quả mọng và rễ cây lường mật yêu mật nhưng nó không phải là Winnie the Pooh ngọt ngào. Thành viên của gia đình trồn này được mệnh danh là động vật dũng cảm nhất thế giới. Được bao phủ bởi bộ lông và lớp da dày gần như không thể xuyên thủng, loài lường này còn có hàm răng và móng vuốt rất sắc bén. Nó không ngần ngại xua đuổi sư tử và tấn công cả đàn ong sát thủ. 62. Gấu mèo tên Latin, Arctictis binturong đặc điểm đáng sợ. Trông nửa gấu nửa mèo rừng phạm vi, đông nam á kích thước, chiều dài, 2 đến 3 feet, 61 đến 91 cm, cân nặng, 25 đến 31 pound, 11 đến 14 kg, thức ăn, trái cây, lá, trồi, trứng, cá, động vật có vú nhỏ, chim và xác thối. Việc nhìn thấy sinh vật sống về đêm này trên ngọn cây vào ban đêm có thể khiến bạn sợ hãi gấu mèo có hình dáng chắc nịch của một con gấu và khuôn mặt giống mèo rừng với bộ râu dài màu trắng. Nó cũng có móng vuốt sắc nhọn, chùm lông đen trên tai và một cái đuôi dài và rậm rạp dùng để quấn quanh cành cây. Nếu ban đầu bạn không nhìn thấy nó, bạn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ the thé của nó. 61. Hà mã tên Latin, Hippopotamus amphibius, đặc điểm đáng sợ. Kích thước khổng lồ, miệng há hốc và hàm răng khổng lồ phạm vi, châu Phi. Kích thước chiều dài 10 đến 16,5 feet 3,3 đến 5 mét chiều cao cao tới vai 5,2 feet 1,6 mét trọng lượng 3.000 đến 9.920 pound 1.400 đến 4.500 kg thức ăn cỏ và trái cây nhưng đôi khi là xác động vật trông có vẻ mập mạp và chậm chạp nhưng hà mã là loài động vật có vú trên cạn nguy hiểm nhất thế giới giết chết khoảng 500 người mỗi năm ở châu phi nó không ăn thịt người vì là động vật ăn cỏ nhưng rất hung dữ và không thích những kẻ xâm nhập. Trọng lượng khổng lồ, cái miệng há hốc, hàm răng khổng lồ và tốc độ nhanh chóng của nó đều tạo nên một sức mạnh to lớn. 60. Nốt ruồi mũi sao T-Latin, Condylura cretata đặc điểm đáng sợ. Xúc tu mặt và móng vuốt khổng lồ phạm vi, Đông Canada và miền Đông Hoa Kỳ. Kích thước, chiều dài, 4,6 inch 12 cm. Trọng lượng. 1,7 ounce, 48 g, chế độ ăn uống, côn trùng nhỏ, cá, run và động vật không xương sống khác. Nốt ruồi mũi sao trông giống như những loài động vật đáng sợ đến từ hành tinh xa lạ. Chúng có 22 xúc tu màu hồng mọc ra từ mặt có hình ngôi sao. Những xúc tu này có 100.000 sợi thần kinh, khiến ngôi sao của chúng trở thành cơ quan xúc giác nhạy cảm nhất so với bất kỳ loài động vật có vú nào khác. Chúng cũng có những móng vuốt khổng lồ giống như cái sẻng và có thể ăn nhanh hơn bất kỳ loài động vật có vú nào khác trên trái đất. Chúng rất nhỏ và chỉ ăn côn trùng nhỏ. Vì vậy, chúng có vẻ xấu xí và dễ thương. 59. Mũi châu tên Latin, Sincerus cà phê đặc điểm đáng sợ, cặp sừng khổng lồ và hành vi hung hãn phạm vi, Trung và Nam Phi. Kích thước, chiều cao, 51-59 đến inch, 130-150 cm, cân nặng, 935 đến 1910 pound, 425 kg đến 875 kg, thức ăn, cỏ, cây bụi. Châu kép nổi tiếng với cặp sừng khổng lồ, cong, có thể rộng tới 4 feet. Nó có thể nặng gần một tấn và cực kỳ hung dữ. Nếu cá thể nào bị đe dọa, cả đàn sẽ buộc tội kẻ phạm tội. Người ta ước tính có khoảng 200 người chết mỗi năm do châu kép tấn công. 58 rơi ăn quả mũi ống tên là tình. Nicitiamin albiventer đặc điểm đáng sợ, mũi hình ống kỳ dị phạm vi, Đông Úc, Indonesia, Papua New Guinea, Philippines và quần đảo Solomon kích thước, chiều dài 3,2 inch, 8 cm, trọng lượng 1,1 ounce, 31 gram. Thức ăn, trái cây, mật hoa, hoa và phấn hoa rơi ăn quả mũi ống trông có vẻ dễ thương và ma quái. Nó có tên từ lỗ mũi hình ống kỳ lạ của nó. Nhưng thêm vào vẻ ngoài kỳ lạ của nó là đôi mắt lồi ra ánh sáng màu đỏ, mõm ngắn cũm và những đốm vàng trên tai và cánh. Đó là một sinh vật hoàn toàn vô hại, ăn hoa, mật hoa và phấn hoa. 57. Chuột chuỗi trần tên Latin, Heterocephalus glaber đặc điểm đáng sợ. Con vật giống chuột trần trụi màu hồng phạm vi, sừng châu Phi, Kenya, Ethiopia và Somalia, kích thước, chiều dài, 5,1 inch, trọng lượng, 1,2 đến 2,8 ounce thức ăn, dễ và củ không phải chuột chuỗi hay chuột cống. Chuột chuỗi trần trụi có làn da nhăn nheo màu hồng, chỉ có một vài sợi lông ở đuôi và đầu có dây thần kinh nhạy cảm giúp định hướng trong các đường hầm tối tăm dưới lòng đất. Có thể học được nhiều điều từ sinh vật này và có thể mang lại lợi ích cho con người vì nó có khả năng chống lại bệnh ung thư và có thể sống sót hàng giờ với rất ít oxy. 56. Có có tên là tinh đầu Bentonia Madagascariensis đặc điểm đáng sợ, đôi tai to, những ngón tay đáng sợ và đôi mắt phát sáng trong bóng tối. Phạm vi Madagascar kích thước, chiều dài 14 đến 17 inch, đuôi 22 đến 24 inch, trọng lượng 4 đến 6 pound. Thức ăn, côn trùng, ấu trùng, trái cây, hạt, nấm một số loài động vật đáng sợ lại dễ thương một cách kỳ lạ. Có vẻ như nó có thể là nguồn cảm hứng cho Gremlins vì đôi tai và đôi mắt to, tất nhiên là phát sáng trong bóng tối và những ngón tay dài kỳ lạ. Sinh vật có lông này tình cờ là loài linh trưởng sống về đêm lớn nhất thế giới và là loài linh trưởng duy nhất trên thế giới sử dụng khả năng định vị bằng tiếng vang. Video xin được tạm dừng tại đây. Khám phá bí ẩn, chia sẻ tiếp những con vật trong 73 con nguy hiểm nhất hành tinh ở tập tiếp theo vào 20 giờ thứ năm tuần sau. Cảm ơn các bạn đã xem phim.